sáng ngày hôm nay khi quý vị ngồi trước màn ảnh truyền hình thì đang có một cái mối lo mà nhiều người bây giờ được cơ quan an ninh điều tra của Hoa Kỳ FBI cảnh báo người dân là hãy đề phòng những cái máy TV, smart TV, TV thông minh, nó có những cái bộ phận mà dò xét những người mà xem nó. Cái chuyện này thưa quý vị, những cái bộ phận mà các nhà sản xuất TV cũng như các nhà soạn chương trình thì họ giúp cho các nhà soạn cái chương trình của trên TV dễ dàng hơn trong cái việc xem xét những cái thói quen của người dùng, xem những cái chương trình nào, giờ giấc nào để mà họ có thể đáp ứng những cái nhu cầu đó trong cái sự tiện dụng của người xài, hoặc là trong cái chương trình mà là quảng cáo của họ. Nhưng mà đồng thời ở đây lại mở ra một cái cửa ngõ khác để cho kẻ gian mà thâm nhập vào. Khi kẻ gian thâm nhập vào thì hóa ra nó lại là một cái dụng cụ mà dò xét những người chủ nhân của chiếc máy TV. Thì những cái sự dò xét đó sẽ gây ra những cái điều mà thưa quý vị, nó rất là nguy hiểm cho đời sống cá nhân cũng như những cái thông tin riêng tư. Thì bây giờ những cái loại TV mà hiện tại đang tung ra thị trường nó gắn theo những cái bộ phận mà còn là những cái bộ phận cảm ứng, hay những bộ phận mà có thể là truyền thẳng qua internet vào trong TV, cũng như là cái máy camera quay phim ở trong cái TV, nó sẽ làm cho chúng ta thưa quý vị bị mất những cái thông tin riêng tư của chính mình. Và điều này nó sẽ nguy hại đến cỡ nào thưa anh Dung? Nguy hại cỡ nào là do mình thôi. Chính xác mà nói là chúng ta sẽ không bao giờ tránh được những cái vụ hack này, đặc biệt là khi quý vị đi mua loại TV đời mới trong cái ngày Black Friday vừa rồi, cũng như là Cyber Monday ngày hôm qua. TV bây giờ nó càng, chúng ta mong mỏi là loại TV nó hiện đại, nó có nhiều chức năng, thì càng hiện đại là nó hại điện này, không hại điện mà hại mình chứ không là do mình thôi. Nếu chúng ta không làm gì sai trái, không làm gì bậy bạ thì không phải sợ gì cả. Còn nếu mà tránh né đó thì đừng bao giờ mua TV, đừng coi gì hết, đó là xong. Là bởi vì như tôi nói có một lần trên chương trình, tôi kể quý vị, từ ngày internet ra đời nó có những cái lợi cho con người ta là thông tin rất là nhanh nhạy, mà ngược lại nó cũng có cái mặt khác của nó là người khác dễ vô coi cái thông tin của mình. Đó là lý do tại sao mà ông tổng thống Vladimir Putin của Nga, trong văn phòng ông không xài internet, tất cả giờ vẫn đánh máy đánh chữ cổ lỗ sĩ. Hay là như tổng thống Bush cái thời ông làm tổng thống, ông không xài email. Hay là như ông Barack Obama khi làm tổng thống, ông không xài iPhone, ông xài BlackBerry, nó tương đối là nó an toàn hơn. Và tôi biết có một số người hiện nay là họ không sử dụng những cái phương tiện hiện đại của thời đại. Họ chấp nhận là họ đi theo kiểu cổ lỗ sĩ, vẫn viết thư, viết này kia các thứ, họ không sử dụng email thì không ai biết gì cả. Thì cái đó bây giờ chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì FBI họ đưa cảnh báo để mà chúng ta để ý thôi, chứ còn thật sự mà nói đó là không cách chi mà ngăn cản được. Giải thích một cách gọi là đơn giản thế này: ngày xưa chúng ta, người ta gửi thư cho chúng ta đó, người ta bỏ một cái thùng thư thì chúng ta chưa kịp ra lấy, có người khác đi ngang ra lấy đó. Internet nó là như thế, và cái này nó cũng vậy luôn, tức là có một cái người nào đó họ ở giữa chúng ta và cái người đưa tin cho chúng ta, họ có thể thò tay và họ lấy cái thư đó, thì bây giờ cũng vậy. Thành ra là nói một cách gọi là nghe có vẻ là hòe tiền, nhưng mà chịu thôi sao giờ. Tôi biết có những người họ không xài cell phone lắm, biết không? Họ không xài cell phone, họ chấp nhận như vậy. Bởi vì cell phone nó cũng nhiều cái phiền phức lắm. Rồi có những người, người ta không bao giờ ta trả tiền ở trên internet đó, người ta cũng gửi thư. Bây giờ người ta vẫn gửi thư, người ta gửi check đi, người ta trả tiền. Bởi vì ta không tin vào những cái hệ thống này. Nó hiện đại thiệt nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, phải chịu thôi. Đó là cái mà không tránh được. Nhưng mà FBI công việc của họ thì họ cảnh báo vậy, thì tùy chúng ta quyết định nha. Vâng, thì trong những cảnh báo của FBI là nói rằng quý vị phải khi quý vị mua những cái smart TV, những cái TV thông minh, quý vị phải tìm hiểu những cái chức năng mà nó hoạt động một cách rất là ngọn ngành. Chúng ta phải biết đâu ra đó, là chúng ta phải có biết như thế nào chúng ta thay đổi những các password để mà mở TV, tắt TV như thế nào, chúng ta phải set up tất cả những các bước như thế, thì để chúng ta bảo vệ cho mình. Có một số cái TV mà cái camera nó có camera nó gắn sẵn thôi quý vị. Quý vị FBI cũng nói luôn, nếu mà quý vị không biết nào mà tắt cái camera đó, lấy miếng băng keo dán vào để mình che luôn.
Thì thưa quý vị, đây là những cái là chúng ta gọi dùng cái chữ gọi là lợi bất cập hại.